Hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh YouTube của mình nha. Mình là Thịnh Bim Đức. Thì mấy hôm nay đi quay xe nên là chưa có ra clip game được anh em à. Nếu anh em nào mê xe thì nhớ subscribe kênh của mình nha. À, hôm nay lái Bim Đức mui trần luôn. Bim Đức mui trần đi sang siêu xe nha anh em. À, cái này đua xe nhưng không có bắn súng. Cái kia thì có đua xe và bắn súng. Giống như siêu xe trong Virama nha anh em, 160 chứ. Siêu xe. À, này mua trần nha anh em, Virama cũng mới ra em mua trần thì cái này mình cũng lái em mua trần. À, hai chỗ, hai cửa luôn. Ở đúng hai người nha, giống như em xe mới ra luôn. Đó, thì đây là mình, anh em nhớ ủng hộ mình bằng cách like, subscribe cái video này cũng như là đăng ký cái kênh xe và đam mê của mình. Đó, đăng ký cái group cũng như là cái kênh YouTube kia của mình nha. Nếu anh em nào mê xe, đó, thì mình sẽ up video cài răng Chí Tôn Season 19 tiếp thôi. Đó, nên là anh em nhớ ủng hộ cả hai kênh nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Nếu anh em nào mê xe nhớ qua đây. Rồi, bye bye, hẹn anh em clip tiếp theo.